Em chào con, hôm nay em đọc bài Thù gần kỳ lạ dưới đáy biển. Thuyền trưởng Nemo mời tôi đi xem. Thù gần kỳ lạ dưới đáy biển. Tôi mặc đồ lặn, mang theo các đồ dùng cần thiết. Tàu lặn gì? Tàu. Tàu lặn xuống biển, cánh cửa hành tàu mở. Tôi bước ra khỏi tàu, một phút sao chân tôi chạm đáy biển. Tôi đi dưới độ sâu mấy chục mét, tầng đàn cá sặc sỡ lượn quanh gông biển chạy thảm dưới chân răng gan ngang trên đầu. Gọi rồi cánh gần kỳ lạ hiện ra trước mắt tôi, cả gần cây đủ mọi màu sắc hướng thẳng lên mặt nước. Đã 11 giờ, Nemo bảo tôi. Giờ bảo gì? Bảo về tàu, mai đi tiếp. Tôi háo hức chờ tới ngày mai. Theo Wittgenstein. Nguyễn Đức Vĩnh Dịch. Em chào cô.